Theo báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam năm 2023 do Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS thực hiện, năm 2023 đã ghi nhận 13.900 vụ tấn công mạng và các tổ chức tại Việt Nam. Trung bình mỗi tháng xảy ra 1.160 vụ, tăng 9,5% so với năm 2022. Các mục tiêu chịu nhiều cuộc tấn công nhất trong những năm qua là cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Trong 3 tháng cuối năm 2023, số vụ tấn công mạng tăng mạnh lên tới 1.614 vụ trong một tháng. Nguyên nhân vì thời điểm cuối năm, các cơ quan tổ chức có nhiều dự án công nghệ thông tin cần hoàn thành, nhân sự thường xuyên phải hoạt động trên 100% năng suất nên khả năng xảy ra nhiều sai sót. Đây cũng là cơ hội để hacker có thể tấn công, phá hoại. Theo thống kê, năm 2023, Bộ Công an đã phải cảnh báo xử lý hàng chục triệu vụ việc có liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân. Nghiêm trọng hơn, các dữ liệu này đã được giao bán trên các diễn đàn, giao bán trên cả các hội nhóm Telegram. Bộ Công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, tìm hiểu thông tin để nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo. Thưa quý vị, dịp cuối năm là thời điểm nguy cơ tấn công mạng gia tăng mạnh mẽ, phổ biến nhất là những vụ lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng. Không chỉ dừng lại ở những tin nhắn hay cuộc gọi giả mạo thông thường, tội phạm mạng giờ đây còn có thể lợi dụng những công nghệ mới như là AI để thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi hơn. Hình thức lừa đảo bằng các cuộc gọi video call tuy là không mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo từ đầu năm nay. Và tuy nhiên thì vẫn có không ít người bị lừa bởi mức độ tinh vi của thủ đoạn này. Người phụ nữ này từng mất trắng 30 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi video call từ Facebook của một người họ hàng. Ban đầu, do nghi ngờ người này bị hack Facebook, chị cũng đã cẩn thận gọi video lại để xác minh. Đầu dây bên kia hiện hình ảnh chủ tài khoản Facebook nhưng chất lượng rất thấp và cuộc gọi bị ngắt chỉ sau vài giây. Tuy nhiên, chỉ như vậy là đủ để chị hoàn toàn buông lỏng sự đề phòng, không ngần ngại chuyển tiền ngay vào một tài khoản ngân hàng mà người hỏi vay tiền cung cấp. Ban đầu thì tôi hoàn toàn không có ý định chuyển tiền đâu, tại vì là cũng đã đọc được rất nhiều những cái vụ việc lừa đảo nhờ chuyển tiền hộ như thế này rồi. Tuy nhiên là sau khi mà gọi video và xác nhận đó đúng là người thân của mình thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Thật ra thì cuộc điện thoại đó rất là ngắn mà hình ảnh thì lại còn khá là mờ nữa và cũng không nghe được đầu dây bên kia nói gì. Nhưng ngay sau đó thì người này đã gửi tin nhắn nói rằng là do đang đi đường nên là mạng rất là yếu. Tôi nghe cũng thấy hợp lý nên tôi tin tưởng và đã chuyển tiền ngay lập tức. Đến tối thì tôi mới nhận được thông báo rằng người họ hàng đó bị hack Facebook. Thế lúc đó nên là tôi mới biết mình đã bị lừa. Thực tế, đã có rất nhiều người bị lừa bởi màn kịch hoàn hảo này giống như người phụ nữ kia. Thủ đoạn của các đối tượng là hack Facebook, thu thập những hình ảnh đã được chủ tài khoản đăng tải trước đó, sau đó sử dụng các ứng dụng cắt ghép, chỉnh sửa video như Face ID hay Face App để tạo nên những video clip có biểu cảm chân thực, sống động. Nếu không cảnh giác, người dùng sẽ dễ dàng bị lừa bởi những đoạn video này. Đầu tiên họ sẽ thu thập tất cả những cái thông tin của người dùng và có thể là với những cái cắt ghép hoặc là những cái clip có sẵn của các cái người sử dụng thì họ sẽ cắt ghép thành những cái đoạn video mà có thể trình chiếu được hoặc là có thể gọi là tạo ra những cái hình ảnh cử động mà trông nó giống rất là chân thật và sống động. Ngoài ra thì chúng cũng có thể sử dụng những cái app mà hiện tại rất là tràn lan ở trên các cái nền tảng để download trực tuyến. Ví dụ như là Fake ID hay là Fake App. Thì những cái app này nó có sẽ giúp cho việc tạo ra những cái clip có thể là nhìn trông rất là sống động và chân thật, mà có thể là lấy cắt ghép từ những hình ảnh của những người khác, không phải là mình. Lừa đảo qua video call cũng chỉ là một trong số nhiều hình thức lừa đảo xuất hiện trong năm 2023. Theo số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 11 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo gửi đến các hệ thống cảnh báo. Trong đó, có hơn 91% vụ lừa đảo liên quan đến tài chính. Con số này cho thấy tình trạng lừa đảo trực tuyến vẫn là một vấn đề nhức nhối và đang ngày càng trở nên tinh vi hơn nhờ sự bùng nổ của các công nghệ mới. Có thể thấy bên cạnh những xu hướng quen thuộc như là tấn công bằng mã độc hay là tấn công APT, năm 2023 đã chứng kiến sự bùng nổ của một hình thức tấn công mạng mới, đó là lợi dụng sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ IoT, AI, Deepfake để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Theo dự báo của các chuyên gia tại Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS, trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục tạo ra nhiều công cụ lừa đảo mới trong năm 2024. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam,
trí tuệ nhân tạo đã có những bước phát triển thần kỳ trong năm 2023 và sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2024. Điều này kéo theo sự phát triển của các công cụ phục vụ mục đích xấu. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo tạo sinh như ChatGPT và Deepfake sẽ được sử dụng để tự soạn các kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Mã độc và các công cụ khai thác lỗ hổng cũng có thể được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo nhằm tăng khả năng khai thác lỗ hổng cũng như giúp qua mặt các giải pháp an ninh mạng. Đối với người sử dụng cá nhân thì cần hết sức là cảnh giác khi mà nhận được những cái đường link hoặc là những cái hướng dẫn mà qua chat hoặc là qua email, và người sử dụng cần phải xác minh lại những cái thông tin này trước khi mà thực hiện theo các cái hướng dẫn mà nhận được. Bên cạnh đó, sự phát triển ngày càng tinh vi của những ứng dụng deepfake không chỉ tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện các vụ lừa đảo mà còn kéo theo hàng loạt mối nguy về quyền riêng tư. Các chuyên gia cho rằng, trong tương lai, công nghệ này có thể được áp dụng để tạo ra những video có mục đích xấu như thao túng bầu cử, truyền bá thông tin sai lệch quy mô lớn. Là trong tương lai xa, thì khi mà cái công nghệ phát triển đến một mức độ chín muồi, thì hoàn toàn hacker có thể sử dụng cái công nghệ này để thực hiện các cái tấn công mang tính chất diện rộng hoặc là với cái quy mô lớn. Thì lúc đấy cái hậu quả tôi nghĩ sẽ rất lớn. Dù hình thức tấn công giả mạo lợi dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra khá phức tạp và sẽ ngày một tinh vi hơn trong tương lai, nhưng người dùng hoàn toàn có thể nhận biết được những nguy cơ này. Ví dụ, trong trường hợp nhận được yêu cầu chuyển tiền đáng ngờ, người dùng có thể tiến hành xác thực lại thông tin bằng cách gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp, tuyệt đối không thực hiện các cuộc gọi qua các ứng dụng Messenger hay Zalo. Bên cạnh đó, người dùng cũng hạn chế cung cấp quá nhiều thông tin hoặc những hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để tránh trở thành những nạn nhân của chiêu trò lừa đảo.